Hàn Quốc. Nam Độc đâu? Dứt đi Nam Độc. Ủa, Nam Độc đứng nhìn trời. Thật lượng 196 anh em không? Mà hàng xếp mà bán 5 thôi mà cảm giác nó ngon nhiều anh em. Ngon hơn nhiều ấy. Ngon hơn mấy hôm con thí hình xăng luôn. Vãi chưa. Rồi 5 đọc ngừng nè. Rồi thì đường môn xúc đây. Kiếm nhẫn làm 140 nữa coi. Thiên Sơn nè. Thiên Sơn gạch vẫn còn nha. Ui một đôi giày vãi nồi. Duy nhất một đôi giày thôi. Đồ, nói chung là cố gắng tìm bao tay làm chậm anh em à. Vậy coi. Ui, vậy cũng rác này. Không có gì. Ôi. Ôi, hết tiền rồi, đậu xanh. Giờ đem tiền nữa. Kiếm tay làm chậm sinh lực lực cao nữa là mai lên đảo luôn. Thổ. Hai quân thổ một lúc. Hai quân thổ một lúc anh em. Thiên Sơn vẫn còn nha, nuốt không được. Thổ mong ra cho chuyện kháng cả thôi. Làm dây kháng cả mười mấy 20 là đẹp trai luôn. Rồi ngừng. Phục duyên. Quá sao phẩm quá sao vãi nồi. Nghe bị lắc bị lắc. Tiếp tục. Ôi da, áo 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 với dây áo với dây. Tự nhiên. Rồi ok, giờ thành đứng. Bói nha, hơn 100 vạn nhiều hàng là giết chết nè. Với lại mình cũng hay gì bỏ đồ á. Bán shop. Đồ. Tóc 20. À, ngon ấy. Mà điều cái này không ai xài. Áo. Shop. Giày. Không có gì. Ôi. Ok. Chung là được nhìn vào nó dòng nó cũng đẹp anh em. Option nó cũng đẹp anh em. Không phải củi, option là ok ấy. Khải để dành cái này nữa. Tại vì phải gì nó nè, phải gì nó là không cần không cần rút 100 vạn đâu. Tại vì phải gì nhà nữa mà. Phải gì bán đồ á. Hết 20 lần bài boss mà siêu phẩm trên 10 kim làm tiếp thêm. Ok đúng rồi, nếu mình lên được cái món nào trên 10 kim là ngon ngay nè. Ngon ngay luôn. Là làm tiếp sợ gì mà không làm. Mua tiếp một xúc tiếp thôi. Thiên Sơn vẫn còn. Rồi anh em đọc ngừng nè. Anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ chơi nè. Rồi anh em đọc ngừng. Đó Khải chỉ mang xếp mảnh 5 thôi. Còn nhờ vào tùy vào nhân phẩm nữa nè. Một cái đai lưng. Đồ. Bốt này nhỏ vậy. Một mình đa lưng. Ôi đa lưng 15. Tiếp tục. Đó, ok kiếm một tay coi. Không phá thì được em, không phá đánh vui là được. Đúng rồi, nhìn ốp nem sáu dòng thì nhìn đúng thèm luôn em. Hôm nay thay đổi cái phong cảnh anh em. Ngồi ngay chỗ cái đào đồ các kiểu. Không, thấy phong cảnh hữu tình không? Nước rồi sông núi các kiểu, có cái đào nữa. Xung quanh còn có mấy con heo hưu đốm đồ các kiểu.
Dớt. Vào tay làm chậm 40, xin lục lực 150. Ôi không có vào tay nè mày. Đậu xanh. Rồi về bán đồ à. Không anh em đi. Anh hai con này về bán đồ rồi nên là không có rút tiền nhiều cũng vậy. Ôi nón. Rút nhiều cũng vậy à. Ok còn ít điểm nữa thôi. Còn khoảng 9 con 7 con nữa thôi. Đấy 13 con rồi. Mà option nhìn đẹp mà. Hy vọng là siêu phẩm mà. Qua 12 giờ sang tiếp nha anh em. Qua 12 giờ sang tiếp nha. Qua 12 giờ tiếp tục Khải sang boss sát thủ tiếp. Vì tầm này Khải full rồi. Full cả Thế Yên rồi. Thế Yên và cả đường môn full rồi. Nên là không sang được. Ông em đọc bùa ra bùa ấy trời. Nếu không đồ gì ngon nhảy xong thì dễ hả? Phải rồi. Nhảy cầu luôn á. Nếu mà không có đồ VIP nhảy cầu luôn á. Rồi dứt. Thủy à, thầy cố gắng kiếm cái tốc độ đánh bằng sát là đẹp. Ngày mai trường lương đem đọc à. Không, vừa rồi auto nó bị update phiên bản mới nè. 99.9.98 là phiên bản mới. Vũ khí, ôi không vũ khí rồi. Không vũ khí rồi, còn rác nữa. Không có vũ khí à, thủy thì mong ra vũ khí thôi. Không mong gì. Rồi dứt. Ok kiếm vào tay coi. Cứ mong họ là đẹp. Nè sang mấy bánh 5 thôi em. Đó bánh 2 này. Bánh 3 này. Đó 2 món thôi. Còn cái này không có. Nó chỉ 2 món thôi. À, năm động ngừng. Dứt, đường môn dứt. Vào đây họ coi. Hai cái vũ khí đậu xanh. Hai cái vũ khí à. Hai cái vũ khí. Giờ lấy thêm tiền nè. 6 con. Họ sát 6. Ôi nó 540 này anh em. Được đấy. Tiếp tục. Ôi họ sát sẽ 145. Ok. Tiếp tục. Tiếp tục măng. Ôi chết bà ơi. Quên quên chết rồi. Quên rồi quên rồi. Chút xem. Còn xanh lâu lắm. Ôi quên quên chết rồi. Đậu đúng, đúng bị ngáo thiệt anh em. Đồng đúng bị ngáo rồi em. Nãy ông kia ông xin mình quên mất tiêu chứ. Ok họ nữa nè. Trời đúng ngáo luôn trời. Tiếp tục tiếp tục. Quên mất tiêu rồi. Sorry sorry. Quên mất. Trời ơi. Hãy quên nhóc cái tay mất. Sốt mất rồi. Quên. Ok còn dài dài không sao. Khải có Khải Châu. Quên quên mẹ. Ôi ngừng năm động. Ngừng năm động. Ngừng năm động. Rồi hốt. Đường môn cưới thì bớt nhanh rồi nè mày. Đánh xanh nhanh hơn Thế Yên nhiều rồi nè. May mắn tùy thấp nhưng mà đồ Khải thấy. Ui một đồ dày. Khải rất là đẹp. Đồ dày. Tiếp nè. Mọc. Ngáo phải đó ngáo rồi.
Mà dày coi. Đó. Quên mất tiêu pha đó mà nhiều mà đứng bắn đồ mất. Vãi. Nón họ này hả? Nón họ này nó vẫn có giá nha anh em. Nội lực cao, sinh lực thì tầm này Thiên Nhẫn cái bang vẫn xài tốt với giá khoảng 500 xu. 5 xu nước một kim vẫn bán được. Nón này 5 xu một kim vẫn bán được. Rồi, dứt. Mua tiếp. 80 xu xúc hết, nhanh gọn. À, một ngọc bội, một nón. Hôm qua khai bán cho anh Tài xe lưu. Ôi, có kết này, có kết này. Hôm qua khai bán cho BB. Hôm qua khai bán cho anh Tài xe lưu có 70 xu à. Bán cho anh ban chủ á. Rồi kết ngon không? Rồi kết rồi như thế nào đây? Ôi, kết này kết mộc. Đai mộc, nón mộc, rác rác rác. Cho này. Ôi. Rồi kết này đó. Có kết rồi đó. Cho ông vàng bán shop đem lấy tiền này. Đó. Đó. Rồi. Quanh hết trong người ổng rồi anh em. Như vậy. À thiếu tiền vàng. Ờ thì tầm 200 vạn là 500 xu anh em. Tầm 500 và 250 vạn là 50 xu á, 200 vạn là 50 xu. Mà cái nón nào phải có sinh lực nội lực cơ, nó mới xài. Nhưng mà nón Sida cực cùi, họ không có sinh lực nội lực không ai mua đâu. Chờ nửa ngày được cái đường giáp ông sốt mất hả? Rồi cho ông cái kết rồi. Kim đánh lâu vẫn nổi. Hết bánh rồi, khả năng mua. À, hôm qua khả bán 70 nè. Hôm qua khả bán 70 cho bang. Đó, hai con thả dứt điểm luôn. Dứt điểm luôn, dứt điểm luôn. Ok. Rồi xong cái này đi bó sát thủ nè mày. Không đỡ em chờ đợi lâu. Dứt bó sát thủ. Ra nọ 30-45 thì quá tuyệt luôn. Mạnh lê rồi. Đâu mày, thả nó luôn đi bó sát tiểu nè mày. Bó sát thủ. Rồi cái này khai cắn may mắn này, boss gần chết khai cắn hai cái này lấy may mắn này nha. Cái này là quá tửu này. Còn cái này là ước mơ thầy giáo cũng tăng 10 điểm may mắn này. Đó. Chiếc hang này sớm rồi đi boss thôi. Quá tửu có chứ. Rồi quốc quá tửu này. Rồi may mắn thầy giáo này. Đó. Rồi dứt điểm. Thiên Sơn này cắn rồi nha anh em. Thiên Sơn này cắn rồi. Lớn. Bao tay 540. Sinh lực nội lực 120. Đồ. Con mọc mít luôn. Đồ. Con họ mít luôn. What the hell. Thôi xong. Hai con cuối như cái quần anh em ơi. Còn nịt thôi. Hai con cuối không rớt một món đồ vậy luôn. Vãi cả nồi. Họ chuẩn bị đi sang boss sát thủ nè em ơi. 8 con tiếp tục nha. Mít cả hai con luôn. Vãi nồi thiệt. Rồi dớt. Đọc đứng chơi rồi mày. Đủ 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 đủ. Hết bùa à. Đậu xanh. Bù vô coi. Trời. Đúng một cái nón. Vãi cái nồi. Mắt nhỏ. Thôi ok. Đi bó sát thủ rồi nè em ơi. Rồi nón. Ui nón này sinh lực cao ấy. Nỗ lực không có. Ok. Cái nhà đây. Chết bớt đi. Chết đi. Chết đi. Tôi đợi cho chết đấy. Chết đi. Đó ok. Chết hết đi. Đúng phá bot. Ok. Nút. Đó. Nút rồi mình. Trời ơi. Bên kia có một người nữa kìa. Trời chết tôi. Chết tôi. Đậu xanh gì mà gỡ vậy. Cho hai ông này chết đi.
Rồi con này cũng dành bot. Cái đàm X2 tầng 2 của Thiên Ngoại nó khỏe lắm anh em. Nhưng khi mà ổng không về nhà là mình đứng mình két với ổng là mình thua đam ấy. Rồi ok, giá cho nó chắc kèo. Khải nghe anh đi, em cởi áo ra thì cũng VIP may mắn đỏ đen lắm mà. Trời, cởi áo là em phải lên đảo nữa sao anh? Cởi áo thiệt hay là ấy nè, cởi áo trong game? Trong game thì cởi ra lên đảo tốn tiền tới tỷ anh. Chết luôn á. Tốn tiền tới tỷ chết em luôn anh. Ờ, mong kiếm nét chỗ khác đi, để tôi xử con boss này coi. Xong rồi đứng rồi. Đậu xanh mong kiếm đứng phá boss thôi xong rồi. Đậu xanh. Đúng rồi, cởi áo xương không nữa khổ anh em. Rồi, dứt. Dạy với nhau. Lâm kẹo. Nhanh như đỡ tem kia nó xuống. Đó. Đồ rất là nhiều. Ok. Ôi chết bà ơi. Con em động mình cũng nhặt đồ à, vãi nồi. Đậu xanh quanh đằng kia lấy rồi. Ok. Đồ một bao tay không có gì đây à, nó đẻ trứng anh em. Ôi nó kháng loại 28 dày dây chuyền số à, đến chào Minh Trung. Khải thích làm từ thiện không? Bình thường mà anh em vẫn thích mà, nếu có điều kiện thì ai cũng vậy thôi, không riêng gì Khải, ai cũng thích từ thiện. Nếu có điều kiện thì từ thiện là một cái tốt mà anh em. Một kim của bọn. Ôi sao. Ôi cái bọn ra. Ok, let's go. Bắn nhanh rồi, này rác rồi, nè, rác rồi. Đó. Vậy đó. Thu nhận. Ca sĩ Mạnh bảo nếu như cho anh 14 tỷ từ thiện 10 triệu anh còn đốt đau hết. Đỡ anh 30 cái rồi. Ừ, mà em bán hết đi. Định mua 30 cái thôi, không mua nhiều nên mà tại vì tầm này khuya rồi, định đi ngủ. Đang định chụp ngủ. Nhiều quá, xem không hết. Dớ. Ngọc bội này, chì này. Ok, tiếp tục dưới. Đây, đây, đây. Chu số 3, ok, họ. Bói thử cái này được cái gì đấy? Ba món này, chì, áo và ngọc bội. Chu số 3. Ôi, không có gì. Ồ, cái áo sinh lực lực cao gơ. Số. Mấy cái mộc chỉ mong ra trang sức các kiểu may mắn là đẹp nữa. May mắn cao là đẹp luôn. Có boss xuất thủ 8x anh em.
mà cải thiện sang chiến ít thôi. Kéo nó trên này dùng cái đậu xanh ông vợ đang kiếm đứng dưới kìa. Trời ơi, là gặp hai ông này nữa, đậu xanh. Ông này đi khắp động à. Cho ông chết bớt đi. Đó, chết bớt đi. Đậu xanh farm cái gì mà đi hết động luôn vậy. Nội lực 6-7-8 à. Ồ, đâu ngon vậy. Tuy rơi ra wow, lần này ngon ấy, thấy nhiều đồ vậy. Anh nói xem nào. Xong 4 con anh em, bên này xong. Trời, giá trị. Ồ, oh, rác thôi, rác thôi. Ok, tiếp tục. Nên xô. Đó vậy à, thổ 40, kháng họ 14, 17 gì đó. 500 xu thôi. Được thì lấy luôn. 40 cái này mà bù qua đẹp nhờ. Hai 200 vạn. Đi ăn. Lâm, luôn 200 vạn châu vậy. Họ thấy châu vãi nồi. Ô, oh, có một cái vũ khí hợp kim. Được, 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 được. Ok. Let's go. Đâu? Mũ làm chậm mũ đẹp trai à, đây trời ơi. Má cái này. Dung phong dập. Ok. Lâu lâu ngáo tí anh em thiệt anh em chứ. Livestream nãy giờ gần 4-5 tiếng anh em hơi bị ngáo ấy. Ui da. Ui 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 chấm chất. 10 bước coi. Ok, hello Ali SF68 nha. Hôm qua mà online tầm. Đúng rồi, online live nhiều là nó bị đông đầu anh em, với lại nó bị lú ngay. lú lâu lâu bị lú tí nè. Thiệt là like ngày nay đến bây giờ là 5 tiếng anh em. Đến bây giờ 5 tiếng, 7 giờ like từ 7 giờ cho đến bây giờ là gần 5 tiếng rồi. Hơi lú. Ồ, có một cái khổng tức linh hợp thủy nha. Không có linh thủy nha, được rồi. Tôi coi con bói con khổng tức linh hợp thủy nè, coi được cái gì đây. Ok, giao dịch
Dạ. Không có tốc độ đánh anh em. Trời, cái này tốc độ đánh 30 nữa thì anh em vô tiền. Đâu, không tốc độ đánh, nhỏ vai. Ok, shop rồi. Nhỏ thế. Shop luôn. Đâu rồi? Đâu 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 đâu. Không rồi, hết hàng này ọp rồi. Ngày mai sang tiếp. Ngày mai bắt đầu sang Thế Uyên. Sang Thế Uyên trước 11 giờ và qua 12 giờ tiếp tục tiếp. Con này là còn một con nữa. Tại vì Khải lai cũng tầm đến 1 giờ là Khải nghỉ thôi em. Khải lai từ 7 giờ đến giờ là gần 5 tiếng rồi. Nên là cũng cố gắng lựa thời gian mà sắp xếp cho nó ổn thỏa nào lai nè. Chứ lai mà lai nhiều quá thì anh em đuối. Có khi mà ngã gục tại bàn phím luôn á. Đại của thương nhân bao tay này. Ok, xin bao tay, xin bao tay làm chậm 20, 30, 40 sinh lực nỗ lực cao nào. Xin bao tay. Xin bao tay nào cam chánh cô. Cho em xin bao tay anh ơi, mai em lên đảo luôn. Ở đâu? Đúng một cái áo thôi, vãi nồi. Quá nhỏ, quá nhỏ. Áo sốt. Áo dứt quất luôn. Một luôn ném vô khác ơi. Đúng rồi, đi vô khác đi. Đi vô khác dùm cái, kéo bot qua đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh còn lôn gần quốc xém chết nè. Ok, giúp một cuối. Ngáo ngáo. Giúp một cuối. Hết rồi anh em ơi, còn Thế Uyên để dành ngày mai. Thế Uyên để dành ngày mai 11 giờ bắt đầu sang anh em. Ngày mai Thế Uyên 11 giờ bắt đầu sang tiếp. Tại vì cũng đường môn xong rồi, giờ còn Thế Uyên thôi mà. Giờ Thế Uyên sang thì ngày mai 11 giờ không có sang cho anh em xem được đâu. Tại vì phải chưa vào ngày mai nữa anh em. Ồ, được một nhẫn nha, được một nhẫn nha. Thấy một nhẫn nha, một nhẫn của gia truyền. Đủ. Gia truyền sinh lực cao vãi rồi, 160. Thảo lực 169. Ôi, ra, ok. Thôi hết rồi anh em ơi, nói chung đủ 8 con rồi. Còn 8 lần nữa ở Ảc Thế Uyên. Nhưng mà Khải phải đỡ lại vào ngày mai 21 giờ anh em. 11 giờ ngày mai sẽ có cái đỡ cho anh em sang cho vui. Chứ giờ mà Khải sang còn Thế Uyên á, là tối ngày mai 21 giờ không có sang cho anh em xem đâu. Đó, Khải tính hết rồi. Bây giờ mà Khải sang luôn Thế Uyên á, như là giờ này cũng khuya rồi, giờ mà Khải sang Thế Uyên á, là 11 giờ ngày mai là không có sang cho anh em xem đâu. Tại vì giờ đó không biết làm gì nữa. Thì đâm ra không biết làm gì nữa, đâm là không có sang cho anh em xem được. Là phải nhường lại vào ngày mai anh em. Nhưng mà là ngày mai